Các nhà nghiên cứu ở Brazil thông báo họ vừa phát hiện ra một loại vi khuẩn kháng thuốc ở vùng biển sẽ diễn ra các môn thi đấu dưới nước trong khuôn khổ Olympic 2016 tại Rio de Janeiro. Thông tin này đã gây hoang mang cho không chỉ người dân tại quốc gia Nam Mỹ. Các nhà nghiên cứu cho biết họ tìm thấy siêu vi khuẩn trong mẫu nước lấy ở khu vực bãi biển Flamengo thuộc vịnh Guanabara, nơi sẽ tổ chức thi thuyền buồm và lướt ván tại Olympic 2016. Và nhiều nơi khác dọc sông Carioca. Loại siêu vi khuẩn này thường có trong nước thải bệnh viện và sinh ra một enzyme có tên gọi KPC, có khả năng kháng lại thuốc kháng sinh. Theo hãng tin BBC của Anh, người dân ở khu vực nói trên đã được khuyến cáo đi kiểm tra sức khỏe do siêu vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng tiết niệu, tiêu hóa và phổi. Trước đó đã có cảnh báo rằng khu vực bãi biển Flamengo không thích hợp cho việc bơi lội, nhưng nhiều người đã bỏ qua cảnh báo này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi phát hiện siêu vi khuẩn tại bãi biển Flamengo. Toàn bộ các con sông, bãi biển của thành phố Rio de Janeiro đều đã bị biến thành một bãi rác công cộng và tất cả mọi loại rác thải đều bị ném vào đó. Trước đó, trong nỗ lực giành quyền đăng cai Olympic 2016, chính quyền thành phố đã cam kết giảm ô nhiễm ở đây xuống khoảng 80%, song thị trưởng thành phố mới đây đã phải thừa nhận họ không thể làm được điều này. Tuy nhiên, sau vụ việc, giới chức địa phương vẫn nhấn mạnh rằng tình trạng ô nhiễm nước sẽ không gây ra nguy cơ lớn về sức khỏe cho các vận động viên trong thời gian diễn ra Olympic.